Dạ, con chào ngoại. Ngoại ơi, ngoại bán gì vậy ngoại? Bán bánh mì này con Dạ, không, bánh mì không. bánh mì này cũng không, cái đó cũng bánh mì không, Dạ, còn ngoại bán với số nữa ha bán ngoại? với số đằng sắm con này. Dạ. Cái đâu? Dạ, con chào ngoại. Ngoại ơi, ngoại bán gì vậy ngoại? Bán cá. Dạ, cá này là cá gì vậy ngoại? Cá trà vinh. Còn cá bên đây là cá gì? Cá mồng gà. Dạ. Cá này cá linh. Dạ. Ngoại năm nay ngoại được mấy mươi rồi ngoại? 85 rồi hả ngoại? Bây giờ sức khỏe ngoại như thế nào? Khỏe. Chúc mừng ngoại. Dạ. Dạ ngoại ơi, ngoại xích vô đây nè ngoại. Dạ. Dạ con chào ngoại. Trời. Ngoại ơi, ngoại bán gì vô ngoại? Ngoại giữ xe đây nè. À ngoại giữ xe hả ngoại? Ngoại giữ xe. Dạ con chào ngoại. Ngoại ơi, ngoại bán gì vô ngoại? Bán bò nè chú ơi. Dạ. Dạ con chào ngoại. Khoai ngoại bán gì vậy ngoại? Khoai mì sâu với khoai lang, khoai mì. Dạ. Khương Nhật Minh mến chào cô chú và anh chị. Hôm nay là ngày 28 tháng 11 năm 2024. Thì hiện tại bây giờ em đang ở tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì em sẽ tiếp tục thay mặt tấm lòng của anh Chí Nguyễn. Em sẽ dùng tiếp số tiền 10 triệu của anh ấy để hỗ trợ đến với những hoàn cảnh lớn tuổi khó khăn. Bên cạnh đó là những cái máy niệm Phật cũng như là nghe giảng kinh Phật từ tấm lòng của anh để hỗ trợ đến với cho nội ngoại có một thân tâm an lạc trong độ tuổi xế chiều. Bây giờ em sẽ mời anh Chí cũng như cô chú anh chị cùng đi đến một cái khu chợ có tên là chợ An Bình 2 ở tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Chợ này thì cách trung tâm thành phố Cao Lãnh thì nó đâu đó khoảng chừng 3 cây số thôi cô chú anh chị. Nhưng mà có vẻ như là đây là một cái ngôi chợ xã thì phải. Bây giờ em sẽ mời anh Chí cũng như cô chú anh chị đi đến ngôi chợ này nha. Thì ngôi chợ này nó nằm ở trong một cái đường hẻm của chú anh chị. Em cũng không có biết là có nhiều người đi bán ở trong đây không nữa. Thì ngôi chợ An Bình 1 thì nằm ở ngoài đường, ở quốc lộ 30. Để em quay ngược cho ra chút xíu nè. Đã tới quốc lộ 30 rồi. Đó, thì nó có một cái khu chợ nằm ở bên lộ mà mình xéo lên đây chút. Nhưng mà em thấy là cái khu chợ đó là rất là khó để đậu xe và mua bán luôn đó. Thành ra là em có coi thử thì em thấy cái khu chợ An Bình 2 ở trong đây chắc có vẻ là dễ mua bán hơn thì phải. Cái này là hình như là cây sơ ri gì đó, nó chua chua để làm si rô thì phải. Cây si rô chứ không phải là sơ ri. Dạ, vậy là chợ này xây để cho bà con dễ mua bán hơn, nó an toàn hơn. Nhưng mà nằm trong khúc này thì nó cũng hơi vắng nha. Vậy là chút xíu em phải đi ngược ra chợ An Bình 1 rồi. Em thấy hình như là cũng mới chắc cũng mới thành lập được trong khoảng thời gian gần đây thì phải. Dạ con chào ngoại. Khoai ngoại bán gì vậy ngoại? Khoai mì sâu với khoai lang, khoai mì. Dạ ngoại bán có 3 món thôi hả ngoại? Dạ, ngoại năm nay ngoại được mấy mươi rồi ngoại? 71 à. Dạ, còn một gói xôi bây giờ ngoại bán bao nhiêu? Có 5 ngàn à. Sao rẻ dữ vậy ngoại? 5 ngàn, 10 ngàn, em muốn ăn nhiều ăn, em muốn ăn ít ăn. Dạ, rồi một ngày mà ngoại bán cái này ngoại trừ chi phí thì ngoại còn được bao nhiêu? Kiếm 50, 60 gì vậy đó. Ít chịu vậy đó hả ngoại nha? Bán dạ. Ít mà có nhiều, mà đâu có nhiều, phải bán nhiều thì kiếm nhiều. Hình như con thấy chợ này là mới được xây đây phải không ngoại? Mới xây đây nè. Dạ. Lập lại nè. Nhưng mà ở ngoài kia đông hơn trong đây phải không ngoại? Ở ngoài kia đông, chợ trển đông hơn. Dạ. Mà chợ đó thì nó lại hơi nguy hiểm ha. Xe nhiều quá. Xe nhiều quá rồi ngoài gây sát mấy lộ. Dạ. Chợ đó là người ta cấm rồi đó mình. Giờ ta cấm tính ta dồn xuống đây. Dạ. Nè. Rồi ngoại bán mà lợi ích như vậy á thì ngoại có lo cho ai trong gia đình không? Không, tự sống mình. Không ngoại đâu rồi ngoại. Ngoại mất rồi. Dạ. Thì bữa nay gặp ngoại là cái duyên nha. À. Bữa nay con xin phép thay mặt một nhà hảo tâm. Yeah. Đó là chú Chí tại Mỹ. Chú ấy thì rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà mưu sinh vất vả như ngoại. Thành ra ngày hôm nay chú Chí có một phần lì xì nho nhỏ tặng cho ngoại.
để cho ngoại bớt vất vả hơn. Cảm ơn nha. Dạ. Ngoại đếm giùm con xem chú Chí tặng ngoại được bao nhiêu. 400-500. Bữa nay ngoại nhận được phần quà, ngoại cảm giác như thế nào? Mừng. Ngoại có nhắn gửi gì với chú Chí không? Gửi lời thăm chú đó khỏe. Cảm ơn ngoại. Chúc lâu trăm tuổi. À, ngoại cho con hỏi thăm một câu nữa nghe. Ngoại có bên đạo Phật không? Có. Vậy thì con sẽ xin chú Chí tặng cho ngoại thêm một cái máy nghe giảng kinh Phật. Ngoại thích không? Thích. Dạ thích nha. Dạ. Dạ thì đây cũng là tấm lòng của chú Chí tặng cho ngoại luôn nha. Dạ, cái này làm sao bắt mở ra hả? Dạ. Đây ngoại mở, con hướng dẫn sơ sơ cho ngoại nha. Vụ này chứ. Mấy đứa nhỏ biết không biết. Dạ. Đây nè hả, rồi cái dây này dây sạc hả? Dạ đúng rồi. Đây con mở, ngoại mở, hướng dẫn cho ngoại mở sơ sơ nha. Ở đây nó có cái bánh xe nè, ngoại đẩy lên. Dạ, ngoại cầm đi ạ. Ngoại đẩy lên đi ngoại. Đẩy lên đây đây. Dạ. Rồi. Ờ, ngoài đẩy càng mạnh á thì nó càng lớn. Đẩy lên làm cái cục đó. Dạ đúng nữa, rồi. Hả? Dạ rồi. Vậy là để vậy hát. Dạ đúng rồi. Hết điện thì mình sạc ha. Hết điện thì đây này. Dạ đúng. Còn bây giờ tắt thì ngoài ngoài đẩy xuống nha. Cái này rồi ghim vô đâu, ghim chỗ nào sạc? Ở đây ngoài thấy con đây cái này. Lỗ dưới này ha. Cái đầu này ghim vô lỗ này. Còn cái đầu bự như này. Ngoại ghim vô cái đít nè. Cục này đang ghim vô cái ổ điện. Đúng rồi. Dạ rồi. Rồi. Rồi ngoại lăn cái này xuống, ngoại lăn xuống. Dạ. Ngoại lăn xuống. Lăn tới khi nào nghe cái kịch. Rồi, cụp là nó hết rồi nè. Dạ. Chưa, ngoại lăn xuống. Đó, dạ. Là nó tắt bóng đèn này là nó tắt. Dạ, còn nó hát thì đẩy lên. Thì đó là tấm lòng của chú Chí tặng cho ngoại nha. Đó. Dạ. Chúc ngoại thân tâm an lạc nha. Dạ. Cảm ơn chú Chí, cảm ơn chú luôn. Mời ngoại, bán hết sớm về sớm nghe ngoại. Dạ. Con chào ngoại. Nhưng mà chợ này mới quá, ít có người vô quá. Dạ, con chào ngoại. Ngoại ơi, ngoại bán gì vậy ngoại? Bán bánh mì nè con. Dạ. Bánh mì không? Bánh mì này cũng không, cái đó cũng bánh mì không. Dạ, còn ngoại bán với số nữa ha ngoại? Bán với số, đang sống con rồi. Dạ, ngoại năm nay ngoại được mấy mươi rồi ngoại? 77 rồi con. Dạ. Bây giờ sức khỏe ngoại như thế nào ngoại? Sức khỏe thì cũng đỡ lắm, sáng bữa nay cũng đi ra chợ. Dạ. Bán rồi con thì có, nhưng mình tự làm tự sống chứ nó khỏe con. Dạ, là bây giờ ngoại ở với ai? Ở... có ba đứa con gái, ba con rể. Dạ. Nhưng mà ở với Tư là hai đứa con gái, hai con rể. Dạ. Rồi còn một đứa thì nó riêng, đứa nào nó cũng nghèo quá đi. Dạ. Rồi thành ra Tư không có ăn của đứa nào mà cũng khỏi cho đứa nào. Dạ. Làm vậy cái người vô mua đồ ăn, ăn riêng vậy. Dạ. Không? Dạ, thì hôm nay con chia sẻ với ngoại nha. Bữa nay thì gặp ngoại là cái duyên nha. Bữa nay con bây xin... giờ có gặp ai chưa? À dạ, con gặp ngoại ngoài đó rồi. Vậy bà đó hả? Dạ. Là bây giờ là 1.000 ngoại bán vậy thì ngoại lời được bao nhiêu? Lời thì 40-50. Dạ. Nhưng mà vì Tư tiền dù, tiền ăn, tiền dạ. Góp rồi cái ăn trong ngày đó thì đủ. Còn gạo thì có chị em bà con vòng vòng đây người ta hỗ trợ. Dạ. Vậy đó rồi cũng sống trong một ngày. Dạ. Rồi ví dụ bữa nào bán nhiều nhiều để dành mơ mua thuốc. Dạ. Còn ít thì mình ăn ít lợi nhiều nhiều nó thẳng vậy đó. Dạ. Cũng phải chi tán trong ngày đó vậy đó. Dạ. Thì bữa nay thôi gặp ngoại là cái duyên ha. Bữa nay con sẽ xin phép thay mặt một nhà hảo tâm, đó là chú Chí ở tại Mỹ. Chú ấy thì rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà có cuộc sống vất vả như ngoại. Thành ra thôi hôm nay chú Chí có một phần lì xì nho nhỏ tặng cho ngoại. Rồi gì lấy tiền này rồi người ta có thắc mắc gì không? Dạ không. Dạ, cái này là tiền lì xì mừng tuổi ngoại. Vậy hả? Chứ còn bây giờ mình khỏi có người ta có hỏi mình nói gì sao? Dạ thì ngoại nói là ngoại nhận tiền lì xì của con cháu tặng cho ngoại thôi. Vậy hả? À dạ. Chứ mình không hai bên không có liên quan nhau. Dạ nha. Đúng rồi, không sao, ngoại yên tâm nha. Bây giờ thôi gì Tư nhận ít được không con? Dạ, ngoại nhận luôn nhiều nhiều đi để ngoại để dành đó. Để khi nào mà ngoại có việc gì ngoại cần sử dụng thì ngoại sử dụng nha. Thì bây giờ ăn thuốc men. Dạ. Mỗi ngày 3 lần thuốc. Dạ. Vậy đó. Thì đây là tấm lòng của chú Chí ở Mỹ tặng cho ngoại.
chú ấy tặng cho ngoại 1 rồi triệu. Bây giờ con có chụp hình có gửi ngoại gì không? Dạ con có gửi cho chú Chí xem. Rồi ví dụ về tới quỹ ban người ta có cử mình không? Dạ không, ngoại cứ nhận cho chú Chí vui. Chú Chí là cũng độ tuổi thì cũng như là cháu của ngoại tặng cho ngoại thôi. Bây giờ dì cảm ơn nhưng mà dì không biết là cái hậu quả nó ra làm sao nữa. Ngoại nhận không có gì hết. Dạ. Ví dụ mai mốt mà con nói ừ, đem tiền lại đó này kia kia nọ cái người ta thắc mắc. Ta cự gì tư á. Dạ rồi, vậy thôi thì nếu ngoại sợ thì thôi, không sao. Ví, dạ. Ví dụ bây giờ chú có lòng hảo tâm thì tôi cũng rất cảm ơn. Dạ. Cũng phải nhận chứ đâu có bỏ lòng anh em chị em được. Dạ. Tại vì già rồi mình đâu có làm gì được mà mình phải phụ đồng tiền. Dạ. Kiểu như làm đây sống đây nhiều đó sống dạ. Vậy đó. Ngoại cứ... ngày. Nhưng dạ. Mà cưng sợ cái hậu quả đó, cưng không sợ phải không? Con thì không sao, mà chủ yếu là... Mà gì không nói ai vậy, nhưng mà con chụp hình rồi con lên. Dạ không sao, con gửi cho chú Chí xem. Chứ con không có gửi cho quỹ ban, dạ, không gửi trong nhà nước vậy. Dạ rồi. Không có hại gì hết á. Dạ, đây là tấm dì lòng chú sợ Chí. Lắm. Giờ nhiều quá, sao dì Tư tặng cho con? Tặng cho ngoại 1 triệu. Vậy hả, bây giờ dì Tư tặng cho con ăn sáng đi. Ngoại để dành nha, với tấm lòng của chú Chí tặng cho ngoại. Thì dì biết rồi, con lên này đi con ăn dạ, sáng con với còn, dì Tư. Con còn, cảm ơn ngoại nha. Dì biết rồi, nhưng mà dạ. Bây giờ dì cháu mình chia ra. Con ăn sáng đi. Dạ rồi thôi được rồi, con cảm ơn ngoại. Với chú Chí tặng cho ngoại thêm một cái máy nghe giảng kinh Phật nữa. Rồi làm sao nghe đây mày dạy sao dạ. Mới được. Có gì ngoại nhờ con cháu mở cho ngoại nha. Vậy hả? Dạ thôi con xin mình phép chào dạ ngoại cho, nha. Cho, dạ cho gì tư được không? Dạ. Dạ. Nè con nhận cái này đi. Dạ để bà ngoại bán xôi chỉ cho ngoại nha. Con dạ, xin phép chào ngoại nha. Nãy giờ con cũng gặp bà rồi phải không? Dạ đúng rồi. Ngoại giữ gìn sức khỏe nha. Ừ, cảm ơn con dạ. Nha. Cảm ơn ngoại. Ừ. Rồi, thôi để em đi qua khu chợ khác nha cô chú anh chị. Khương Nhật Minh mến chào cô chú và anh chị. Hôm nay là ngày 28 tháng 11 năm 2024. Hiện tại bây giờ thì em đang ở tại chợ Đất Sét. Ở đây hình như là thuộc huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì em sẽ tiếp tục thay mặt tấm lòng của anh Chí Nguyễn ở tại Mỹ. Em sẽ mang theo tấm lòng của anh Chí là 10 triệu ở đây để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, lớn tuổi, bất phần nào nỗi vất vả mình trong cuộc sống. Bên cạnh đó là em cũng sẽ thay mặt anh gửi đến những cái máy niệm Phật, những cái máy nghe kinh Phật để giúp cho những hoàn cảnh lớn tuổi được thân tâm an lạc trong độ tuổi xế chiều. Bây giờ thì em sẽ mời anh Chí cũng như cô chú anh chị cùng vào trong chợ Đất Sét chung với em nha. Nói về ngôi chợ Đất Sét này thì vào khoảng hơn một năm về trước thì em có ghé ngôi chợ này một lần. Dạ, nói chung thì cũng tương đối khá là lâu. Rồi. Thì lần này quay trở lại thì em mang theo tấm lòng của anh Chí. Chào ông nội. Ông nội, ông nội bán gì vậy ông nội? Như số. Dạ, ông nội năm nay được mấy mươi rồi? 67 rồi. À, vậy bằng bác thôi ha. Dạ. Bây giờ một ngày bác bán được bao nhiêu tờ? Bán có 100 tờ. Dạ, sao bác bán ít quá vậy bác? Bán sống qua ngày chứ bán nhiều quá bác không nổi. Dạ. Dạ. Bác bán vậy thì bác có lo cho ai trong gia đình không? Không có, mình ơn là vợ chết mười mấy năm rồi, con dạ. Có chồng đi làm ăn xứ khác rồi. Dạ. Bữa nay thì gặp bác là cái duyên ha. Dạ. Bữa nay con sẽ xin phép thay mặt một nhà hảo tâm. Dạ. Đó là chú Chí ở tại Mỹ. Dạ. Chú ấy thì rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi. Dạ. Và mưu sinh vất vả như bác. Dạ. Là ngày hôm nay chú Chí có dạ. Một phần lì xì nho nhỏ tặng cho bác nha. Dạ. Cảm ơn chú. Bữa nay bác nhận được phần quà bác cảm giác như thế nào? Thấy cũng khỏe rồi mình hơi đỡ, thấy là không có. Dạ. Dạ. Bác có nhắn gửi gì với chú Chí dạ, không? Cho gửi lời thăm Chí, cảm ơn Chí nhiều. Cảm ơn bác. Dạ. Chúc bác sẽ gặp may mắn trong cuộc sống công dạ. Việc của mình nha. Dạ. Dạ. Hình như con thấy bác cũng bên đạo Phật phải không? Dạ không, bên Thiên Chúa, Công giáo. Dạ. 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 Chúc bác đón Giáng sinh vui vẻ sắp tới nha. Dạ. Dạ. Xin phép chào bác. Dạ. 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 Bác bán gì bác? Giữ bãi xe. À bác giữ bãi xe. À,
Bác năm nay bác được mấy mươi rồi? 65 rồi. Dạ. Kệ dáng cài. Mà giữ bãi xe vậy bây giờ chiếc xe đạp bác giữ bao nhiêu? Xe đạp thì bây giờ 1.000, chiếc xe đa 2.000. Ghẻ giữ vậy đó hả? Tại vì giá quy định nó vậy. Còn một ngày bác giữ vậy thì bác được bao nhiêu? Trời ngày chứ là điểm 5-6 đủ. Ít chữ vậy đó hả bác? Đóng 100.000, 120.000. À. Dạ, có nghĩa là 60 chiếc xe mới quỳ vốn. À, phải 60 chiếc xe máy nha ha, mới quỳ vốn. Khổ. Mà anh này đâu có nhiều đâu. Dạ. Ở đây tới 8:30-9 giờ. Mà là ít xe lắm. Dạ. Rồi thì con thấy hình như bác có bán thêm mấy cái này nữa hả? Có xe gối gì. Lúc nào. À, bán thêm. Còn một ngày mà bác làm như vậy, nếu bác trừ hết chi phí thì bác còn được bao nhiêu? Được 40-50. Dạ. Còn bác lợi ích vậy thì bác có lo cho ai trong gia đình không? Gia đình đơn chiếc, hai vợ chồng với đứa con trai. Dạ, bác gái được mấy mươi rồi bác? 65. Dạ, bác gái có làm gì không bác? Dạ, bà bị gãy giò, đi được, ngồi học được. Thôi bữa nay gặp bác là cái duyên nha. Bữa nay con sẽ xin chú Chí là một nhà hảo tâm ở tại Mỹ. Chú ấy thì rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà muốn sinh vất vả như bác. Anh ngày hôm nay chú Chí sẽ tặng cho bác một phần quà nho nhỏ nghe. Cảm ơn. Dạ, để cho bác mua gạo nghe. Dạ. Bữa nay bác nhận được phần quà bác cảm giác như thế nào? Vui chứ, tại nghèo mình không có tiền thì được tìm mừng lắm. Dạ. Bác có nhắn gửi gì với chú Chí không? Gửi lời cảm ơn chú Chí ha, làm từ thiện thì mình làm hết mình để cho bà con người ta nhờ. Cảm ơn bác. Chúc bác sẽ có bữa cơm ngon miệng cùng gia đình nha. Cảm ơn bác. Mình xin phép chào bác. Chợ Tết Xế này là một trong những khu chợ lúc nào mà cô chú anh chị mà đi ngang á cũng thấy đông hết á. Nhất là đi hướng từ thành phố Sa Đéc mà lên thị trấn Chợ Mới á cô chú anh chị. Trước em nhớ có một ngoại bán bánh kẹp ở đây đâu mất tiêu rồi hay. Dạ. Dân. Dạ. Dạ con chào nội. Nội ơi, nội bán gì vậy nội? Dạ bán ốc thôi ra cháu. Dạ ốc này là ốc gì vậy nội? Dạ, ốc này con ốc quắn cháu. Dạ ốc này bao nhiêu một ký nội? 15.000 ký. Dễ dữ vậy đó hả nội? 15.000 mà chị em ta còn chê mắt nữa đó. Dạ nội năm nay nội được mấy mươi rồi? 65. À về bà cô thôi ha. Dạ cô đi dạ. Cháu. Dạ cô có thể mở khẩu trang với mở nón cho con hỏi thăm chút xíu được không? Đi nửa ký à. Nửa ký thôi hả chị? Dạ. Dạ dạ thôi nửa ký chị cho em 7.000 đi. Nửa ký còn rẻ hơn ký nữa. Nửa ký này rẻ hơn ký. Không cần đi dư cho chị đi chứ gì chị ngồi chị lễ đau lưng đùa chơi. Đây. Dạ. Bình thường thì cô bắt bao lâu thì mới được cô một rổ này? Cô bắt một ngày đó chú. Dạ. Một ngày là cô đi bắt sáng này. Dạ. Đi bán về rồi là đi tới 5 giờ chiều mới về. Dạ. Là cũng được chục ngoài ký. Dạ. Nó hỏi luôn. Dạ chục. Dạ dạ. Cô đợi con chút xíu. Dạ. Dạ. Sao cô biết con có tặng cái đó? Đây em hỏi chị nè. Cảm ơn chị nha. Dạ. Rồi một ngày mà cô bán như thế này á
bữa xài. Nào hên lắm thì được bao nhiêu cô? À, một bữa thì 150-200 trả dạ. lại chú. Dạ. À, mà cô lợi ích vậy thì cô có lo cho ai trong gia đình không? Có chứ, cũng lo cho cháu ngoại, lo trong gia đình mình cũng như ăn uống hàng ngày, canh dưa dạ. cá mắm này kia cũng dạ. có chú. Bác trai được mấy mươi rồi cô? À, bác trai cũng gần 70 rồi. Dạ, thì bữa nay gặp cô là cái duyên ha. Dạ. Bữa nay con xin phép thay mặt một nhà hảo tâm. Sao? Đó là chú Chí ở tại Mỹ. Yeah. Chú ấy thì rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi yeah. mà mưu sinh vất vả như cô. Yeah. Thành ra ngày hôm nay chú Chí có một phần lì xì nho nhỏ tặng cho cô nha. À, cháu ơi, à, cái tấm lòng thì cô đã nhận rồi, nhưng mà cái quà này là cô không nhận. Cháu để lại đó khi nào chú gặp những cái hoàn cảnh khó khăn hơn cô. À, dạ. Dạ rồi, rồi vậy thôi cảm ơn tấm lòng của cô. Rồi cảm ơn chú nhiều và chúc chú được dồi dào sức khỏe đi như vậy nha. Cảm ơn dạ, cô. Dạ. Vậy những cô cho cảnh. Cô cho con hỏi thêm một câu nữa. Sao? Cô có bên đạo Phật không? Dạ, tại vì ông nội đạo Phật thì cô dạ. cũng là đạo Phật. Vậy thì bây giờ chú Chí tặng cho cô một cái máy nghe giảng kinh Phật. Cô có muốn nhận không? À, cũng giảng kinh Phật thì có cũng giảng thì chắc nhận. À dạ, dạ, máy thì nhận ha. Dạ, máy thì dạ. nhận nhưng mà tiền thì không nhận. Dạ, cảm ơn tấm lòng của cô. Dạ, mặc dù là thấy cô cũng khó khăn lắm mà cô có tấm lòng nhường cho những hoàn cảnh khó khăn hơn. Dạ, thì đây là tấm lòng của chú Chí tặng cho cô cái máy nghe kinh nha. Dạ. Dạ. Dạ, cô mở lên nè. Cái này đâu mở làm sao dạ. đâu, chú dạy tôi đi. Dạ. Tôi mới biết chứ. Những cái mà cô... Dạ, đây là cái máy nghe kinh. Cô đẩy cái nút này lên là mở. Dạ, mình đẩy lên trên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Còn mình kéo xuống là tắt. Dạ, kéo khi nào nghe cái cạch là tắt. Rồi, vậy là gì không thấy chú. Dạ, đúng rồi, hết pin thì cô lấy này sạc ha. Dạ, rồi, rồi cảm ơn tấm lòng cô nghe. Tôi cảm ơn cái chú nhà. Chú Chí, tặng cô. Dạ, hảo tâm. Ờ, cái máy cô. Thì cô nhận, nhưng cái phần tiền thì cô không nhận. Cô nhận cái tấm lòng đó được rồi. Cảm ơn cô. Cô giữ gìn sức khỏe. Bán hết sớm về sớm nha cô. Rồi, con xin phép chào cô. Bye bye. Dạ. Chú Chí không quay qua đây chú Chí. Dạ, con chào ngoại. Rồi. Ngoại ơi, ngoại bán gì vậy ngoại? À, ngoại giữ xe đây nè. À, ngoại giữ xe hả ngoại? Ngoại giữ xe. Ủa vậy là có một chợ nhỏ xíu thôi mà tới 2-3 người giữ dữ vậy đó hả? 3-7 xe lận em. Dạ. À, ở trước là bãi trắng, bên kia là bãi phụ, đây là bãi chót. Dạ. Bây giờ ngoại giữ xe về một ngày được bao nhiêu ngoại? 50 ngàn. Dạ, ít dữ vậy đó hả ngoại? À, tại vì mình á, đây là bãi cướp. Dạ, ít có người đi đường này hen. Dạ. Rồi con thấy ngoại có bán thêm rau củ quả à, nữa nè. Rau củ quả thêm đó, tại ít quá rồi. Tại mình đăng ký nó cũng nhiều tiền. Dạ. Rồi bán ít quá phải... Dạ. Ờ, mà ít quá phải bán thêm. Dạ, ngoài năm nay ngoài được mấy mươi rồi ngoại? Năm nay ngoại 76, gần 77. Ồ, 77 rồi hả ngoại? À. Mà bây giờ sức khỏe ngoại như thế nào? À, khỏe, ngoại thì có cái là bị hai cái khớp gối, còn huyết áp lại với tiểu không có, không có bị gì. Dạ, chúc tốt. Mừng ngoại. À, mà hai... bây giờ ngoại ở với ai? À, ở với trai Út, mà dạ. trai Út thì nó thất nghiệp mà... Nó có hai đứa con nữa, đứa 3 dạ. tuổi, đứa 2 tuổi. Dạ. Sinh năm 1. Còn ông ngoại đâu rồi ngoại? À, hả? Nhí á? Nhí thì nó làm ở trển. À, ông ngoại thâu lâu lắm rồi. Dạ. Năm 2003 giờ. Dạ. 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 Cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô. Vậy là so ra là vất vả cho ngoại quá. Dạ. Lớn tuổi mà ngoại còn phải vất vả như vậy. Dạ. Dạ. Thì bữa nay con chia sẻ với ngoại nha. Bữa nay thì con gặp ngoại là cái duyên ha. Dạ, dạ. Bữa nay con sẽ xin phép thay mặt một nhà hảo tâm. Đó là chú Chí ở tại Mỹ. Dạ. Chú ấy thì rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi dạ. mà có cuộc sống mưu sinh vất vả như ngoại. Dạ. Thành ra ngày hôm nay chú Chí có một phần lì xì nho nhỏ tặng cho ngoại nghe. Dạ. Vậy ngoại xin phép gửi lời cảm ơn chú Chí nhiều. Dạ. Cái tiền để dành, dạ. dành ăn Tết. Dạ. Vì là có mấy là để dành ăn Tết quý quá. Xài. Dạ. dạ. Ngoài đếm giùm con xem chú Chí tặng ngoài được bao nhiêu? 6, 7 dạ. lần. Tưởng đâu cứ 500 mà tính 700 lần. Dạ. Rồi, thì rồi. Đó là tấm lòng chú Chí. Dạ. À, hy vọng giúp cho ngoại bớt vất vả hơn. Dạ.
trong cuộc sống của ngoại ha. Dạ. Dạ. Với ngoại cho con hỏi một câu nữa là ngoại có bên đạo Phật không? Dạ có. Vậy thì chú Chí sẽ tặng cho ngoại một cái máy nghe giảng kinh nha. Dạ. Ngoại thích không? Thích lắm nha chú. Mà nhớ thôi bây giờ ngoại nhận quà này chứ không nhận máy, tại nhà ngoại có cái máy này. Dạ được. Cho dạ được. Vậy dạ. Con sẽ tặng cho người khác. Dạ. Dạ, dạ. Ngoại giữ gìn sức khỏe. Dạ. Bán hết sớm về sớm nghe ngoại. Dạ. Con xin phép chào ngoại. Cảm ơn ngoại. Dạ. Dạ. Cảm ơn chú Chí nhiều nghe. Dạ. Cảm ơn ngoại. Chú năm nay chú được mấy mươi rồi? 60. Dạ. Dạ. Chú thông cảm đi bán giùm con nha. Dạ. Dạ. Từ 70 cho nên con mới hỗ trợ được nha. Dạ. Thông cảm giùm con. Dạ. Dạ. Chú đi bán giúp con đi nha. Dạ. Cảm ơn chị. Dạ, con chào ngoại. Ngoại ơi, ngoại bán gì vậy ngoại? Đây nè, cái này là bánh đúc mặn. Dạ. Mười ngàn hả? Dạ. Là bánh bèo nào xưa đó, bánh bèo dạ. Nào xưa, bây giờ chợ này không ai đỡ. Cũng 10.000 luôn. 10.000. Dạ. Kiếm tao có 8 rồi. Hình như con nhớ ngoại hồi trước ngoại đổ bánh bánh kẹp phải không? Bánh kẹp phải bán ế. Rồi giờ ngoại nghỉ luôn rồi hả? Bánh kẹp gì đâu, rồi có 40 mấy ngàn sao sống nổi. Dạ. Còn bây giờ ngoại bán qua cái này thì ngoại được bao nhiêu? 100 mấy. Dạ. Hai vợ chồng 5 giờ đổ tới 7 giờ. Khuya 2 giờ thức dậy là làm nhân này nha, nóng dạ. Nhân này nè. À, vậy là ngoại làm luôn. Dạ. Rồi có 100 mấy. Mà ngoại năm nay ngoại được mấy mươi rồi ngoại? Tết là 68. Ngoại nhớ con không? Lâu quá. Dạ. Dạ, vậy là con cho ra là bán bánh kẹp thì không ngon bằng bán bánh dân gian. À, dạ. Rồi ông ngoại được mấy mưa rồi ngoại? Ông ngoại được mấy mưa rồi? Ông ngoại lớn hơn ngoại không? Dạ. Dạ, một ngày ngoại bán thì lời được có nhiêu đó thôi ha. Trăm mấy à, có hai cái mấy bột đâu có lời nhiều. Dạ. Thôi bữa nay gặp ngoại là cái duyên nha. Bữa nay con sẽ xin phép thay mặt một nhà hảo tâm. Đó là chú Chí ở tại Mỹ. Chú ấy thì rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà mưu sinh vất vả như ông bà ngoại. Thành ra ngày hôm nay chú Chí có một phần lì xì nho nhỏ tặng cho ngoại nha. Cảm ơn. Ngoại đếm giúp giùm con xem chú Chí tặng ngoại được bao nhiêu. Bữa nay ngoại nhận được phần quà ngoại cảm giác như thế nào? Mừng quá trời. Ngoại có nhắn gửi gì với chú Chí không? Ngoại cảm ơn chú Chí. Dạ. Con xin mời chú Chí về ăn bánh của ngoại mừng. Cảm ơn ngoại. Ngoại cho con hỏi thêm một câu nữa nha. Ngoại có bên đạo Phật không? Đạo Phật. Vậy thì con sẽ xin chú Chí tặng cho ngoại thêm một cái máy nghe giảng kinh Phật nha. Dạ. Ngoại thích không? Có ăn bánh không, lấy hạt bánh. Dạ, cảm ơn ngoại. Dạ, tại con đang làm á. Dạ, đây là chú Chí tặng cho ngoại cái máy nghe kinh nha. Chú Chí cho, cảm ơn nhiều. Cảm ơn ngoại. Chúc ngoại sẽ bán hết sớm về sớm nha. Dạ. Dạ, con chào ông ngoại. Ông ngoại năm nay được mấy mươi rồi? 70 rồi. Dạ, bây giờ một ngày ông ngoại bán được bao nhiêu tờ? Có 20 tờ. Dạ, 250 tờ. Dạ, rồi ông ngoại bán như vậy thì ông ngoại có lo cho ai trong gia đình không? Đi nhà tương à. Ăn tương. Nhà tương như nhà. Dạ, bà ngoại được mấy mươi rồi ạ? 70 nữa, tuổi 10. Dạ. Gia đình từ nhỏ lớn tương mà, không dạ. Ăn mà. Thôi bữa nay gặp ông ngoại là cái duyên ha. Bữa nay con sẽ xin phép thay mặt chú Chí ở Mỹ thì sẽ tặng cho ông ngoại một phần quà nho nhỏ nha, để cho ông bà ngoại bớt vất vả hơn trong cuộc sống của mình nha. Dạ, đây là tấm lòng của chú Chí tặng cho ông ngoại. Ông ngoại đếm giùm con xem chú Chí tặng ông ngoại được bao nhiêu. Dạ, bao nhiêu ạ? 5. Dạ, bữa nay ông ngoại nhận được phần quà, ông ngoại cảm giác như thế nào? Vui lắm. Ông ngoại có nhắn gửi gì với chú Chí không? Nói gọi là cảm ơn. Dạ. Chúc ông ngoại sẽ bớt vất vả với tấm lòng chú Chí nha. Với lại chú Chí sẽ tặng cho ông ngoại cái máy nghe giảng kinh nha. Ông ngoại ăn chay nha. Thỉnh cái rồi. Dạ. Thôi, còn cái nào cho thỉnh cái rồi. Thông cảm giùm em đi, 70 trở lên em mới gửi được. Dạ. Nhà có đứa cháu ngoại 8 tuổi, con tương mà cha mẹ ở Bình Dương làm mướn. Dạ. Rồi ông ngoại, đó là chú Chí tặng ông ngoại ha. Dạ, cảm ơn. Dạ, chú ông ngoại bán hết sớm về sớm nha. Dạ, hôm nay tôi phải lên một quà nha. Dạ. Cũng nhìn. Dạ. Lên một quà năm dỗ đứng mẫu. Dạ, dạ, xin phép chào ngoại. À, dạ, quý quá.
Dạ con chào, dạ con chào sư cô. Dạ sư cô năm nay được mấy mươi rồi? Cô 68 tuổi. Dạ sư cô có thể mở khẩu trang cho con hỏi thăm chút xíu không? Cô ở Cốc nha. Dạ dạ được. Cô xuất gia chùa Thới Long. Dạ là cô ở Cốc bao lâu rồi? 16 năm. Dạ rồi sư cô ra chợ là đi khất thực hả? Dạ cô biết... đi xin đồ ăn bông vậy ăn. À dạ rồi sao sư cô có biết là con có tặng máy mà sư cô lại chia sẻ vậy? Có cho cô một lần. Ủa vậy hả? Nhưng mà lần đó cô cho lại người khác. Dạ. Người khác là sắp chết đó. À quý quá. Tặng lại. Dạ vậy là bây giờ sư cô ở có một mình thôi. Cô ở với đứa cháu 17 tuổi đang học lớp 12. Dạ còn ông nào giờ cô đâu có gia đình phải không? Có. Dạ cô chưa xuất gia, cô có chồng, có ba thằng trai một đứa gái. Dạ dạ vậy là con gặp sư cô ở chợ nào sư cô? Dạ, nhớ không? Danh. À hay quá, con công nhận là sư cô nhớ da thiệt luôn á. Cô bán bánh kiếm sống đó còn nhớ không? Ủa cô bán chợ bánh Gạch Chanh đó. Bán bánh cam với chú chiên đó. Dạ. À, bán bánh cam với chú chiên. Dạ dạ rồi thôi bữa nay ha gặp sư cô là cái duyên nha. Thì bữa nay con sẽ xin phép thay mặt chú Chí. Chú Chí là một trong những nhà hảo tâm mà rất tin tưởng về Phật giáo, thành ra chú Chí ngày hôm nay trước thì tặng cho sư cô một phần lì xì nho nhỏ. Bệnh gan, bệnh tim gì đủ. Dạ thì đây là tấm lòng của chú Chí tặng cho cô, của ít lòng nhiều. Dạ rồi bên cạnh đó thì chú Chí cũng sẽ tặng cho sư cô hai cái để cho sư cô có ai mà mất thì sư cô có thể gửi tặng. Cô cũng đi tụ mấy người nghèo, cô không có nhận tiền. Quý quá. Cô chỉ xin tiền về xe buýt thôi. Dạ thì đó là tấm lòng của chú Chí tặng cho sư cô. Dạ chúc sư cô sẽ bớt vất vả hơn trong cuộc sống của mình nha. Tại cái nghiệp mình trả. Dạ có duyên con sẽ gặp lại sư cô tiếp nha. Dạ. Chúc sức khỏe con. Cảm ơn. Không phải cô muốn đi chợ nào cô đi đâu. Dạ đúng rồi, cái đó là cái duyên nha. Trong cái giấc ngủ cô thấy cô đi đâu cô mới đi. À dạ vậy là hôm nay đủ duyên. Dạ con cảm ơn sư cô. Dạ. Chúc sức khỏe cả nhà con. Dạ sư cô gửi lời cảm ơn cái người tài trợ. Dạ xin cầu chúc cho người tài trợ vạn sự đều như ý. Con cảm ơn sư cô. Từ đầu năm đến cuối năm sống trong ánh hào quang của Phật. Dạ bà con cũng vậy luôn nha. Dạ con cảm ơn sư cô. Dạ một phần. Dạ mạnh giỏi để tạo hướng. Dạ con... hướng con. Dạ con cảm ơn. Dạ bán cho 2.000 rồi. Dạ con chào nội. Ôi, nội bán gì vậy nội? Bán đồ rẫy. Dạ nội bán con nhiêu đó thôi hà nội. Dạ nội năm nay nội được mấy mươi rồi nội? 69 tuổi rồi. Dạ rồi một ngày mà nội bán như thế này mà nội trừ chi phí thì nội còn được bao nhiêu? Chừng 50. Lợi ích dữ vậy đó hà nội. Mà tại nội vì bán đồ không có lời nhiều. Dạ mà nội lợi ích vậy thì nội có lo cho ai trong gia đình không? Có luôn nhỏ bệnh. Dạ bệnh rồi. Tâm thần. Dạ bảy tuổi. Còn ông nội được mấy mươi rồi nội? Nội 70 mà chết 4 năm rồi. Dạ mất 4 năm rồi. Chị buồn cùng nội ha. Dạ thì bữa nay gặp nội là cái duyên nha. Dạ. Bữa nay con sẽ xin phép thay mặt một nhà hảo tâm, đó là chú Chí ở tại Mỹ. Dạ. Chú Chí thì rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà mưu sinh vất vả như nội. Anh đây ngày hôm nay chú Chí dạ, dạ. Có một phần lì xì nho nhỏ tặng cho nội nha, để cho nội bớt vất vả hơn trong cuộc sống của mình. Cảm ơn chú Chí nhiều, cảm ơn con. Dạ với nội cho con hỏi thăm cái nữa ha. Nội có bên đạo Phật không? Có. Vậy thì chú Chí sẽ tặng cho nội một cái máy nghe giảng kinh Phật nha. Nội thích không? Thích chứ. Dạ thích lắm nha. Ở đây cũng có xin mấy cô á. Dạ thì đây là tấm lòng của chú Chí tặng cho nội cái máy nghe kinh ha. Dạ, nội giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Dạ con mời ngoại xích vô đây nha ngoại. Dạ.
Dạ. Dạ ngoại ơi, ngoại xích vô đây nè ngoại. Dạ. Ngoại ơi, ngoại có thể ngoại tắt máy cho con hỏi thăm chút xíu được không? Dạ. Ngoại ơi, ngoại ngồi được không ngoại? Dạ tôi ngồi đứng không được. Dạ đứng không được hả? Dạ tôi đây, tôi có tật gì nè. Dạ ngoại ơi, ngoại có thể mở khẩu trang cho con hỏi thăm chút xíu đây, nha. Khẩu trang đây. Ngoại năm nay ngoại được mấy mươi rồi? Năm nay tuổi thiệt là 81. 81 mà tuổi dòng giấy là 80. Dạ. Còn ngoại bị khuyết tật bẩm sinh. Tôi có tật hồi nhỏ lớn rồi, ra hồi mẹ tôi đẻ ra tới giờ. Thành ra ngoại không ngồi được. Không, mẹ tôi sanh ra rồi cha mẹ tôi có sinh có mình tôi rồi cha mẹ tôi chết hết rồi tôi mới khổ. Dạ, ngoại chia buồn cùng ngoại nha. Tôi mới khổ thì xin ăn rồi. Cô hơi đau hoài, nó sưng hai đầu gối này nè. Dạ. Rồi lúc nào là ngoại cũng cúi xuống dốc gì không đó. Vậy không à, quá ước lên nấu về nhà. Dạ. Thì nó mua cơm sẵn về ăn chứ không nấu được ăn luôn. Dạ, bây giờ ngoại ở với ai ngoại? Có mình một hả? Dạ, bữa nay thì gặp ngoại là cái duyên ha. Dạ. Bữa nay con sẽ xin phép chú Chí ha, là một nhà hảo tâm ở tại Mỹ nha. Chú ấy thì rất thương những hoàn cảnh kém may mắn như ngoại ha. Dạ. Thành ra ngày hôm nay chú Chí có một phần lì xì nho nhỏ tặng cho ngoại nha. Dạ cảm ơn chú Chí, cảm ơn con, cảm ơn hết trơn anh em luôn. Dạ, ngoại đếm giùm con xem chú Chí tặng ngoại được mấy mươi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 70. Dạ. 7, 700 con ơi. Dạ, bữa nay ngoại nhận được phần quà này ngoại cảm giác dạ, như thế nào? Mừng dữ lắm rồi con ơi, mừng hết lớn luôn, mừng dữ dằn dạ. Luôn ơi. Chúc ngoại sẽ bớt vất vả với tấm lòng chú Chí nha. Dạ, cảm ơn chú Chí, cảm ơn con, cảm ơn hết trơn anh em hết. Dạ, với con sẽ xin chú Chí tặng cho ngoại thêm một cái máy nghe giảng kinh Phật mới nha. Dạ. Dạ, để khi nào ngoại muốn nghe thì ngoại nghe nha. Dạ. Dạ. Đây là chú Chí tặng cho ngoại cái máy nghe kinh. Dạ. Dạ, mới. Chúc ngoại sẽ bớt vất vả với tấm lòng của chú Chí nha. Cảm ơn con nhiều lắm rồi. Cảm ơn ngoại. Bữa nay cho hên gặp con rồi. Dạ. Bữa nay xin làm có tiền như chị tốt rồi đó. Dạ, con xin phép chào ngoại nha. Dạ, cảm ơn con nhiều lắm rồi con. Dạ, con cảm ơn ngoại. Ngoại bị bẩm sinh rồi ra ngoại phải cúi. Dạ, yeah. Nói chung ngoại không có ngửa mặt luôn được luôn đó cô chú anh chị. Cái chỗ này là do nó có cái cây sắt. Rồi ở đây thì bán thịt nha. Mình sẽ đi bên hồng qua. Rồi đây. Nổi cảm ơn anh. Dạ. Cảm ơn anh. Dạ. Anh thấy là đa số những người bán quần áo người ta cũng trưng những cái sản phẩm bán đón xuân rồi đó cô chú anh chị, những cái áo dài xuân rồi. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, con chào nội. Nội bán gì vậy nội? Bán cái gỗ này nè. Dạ, nội bán có mấy cái vậy thôi hả nội? Có mấy cái đó. Dạ. Bữa nào mua đồ ăn bữa nấy vậy đó. Dạ, gỗ này bây giờ nội bán bao nhiêu một cái? À, cái này thì 30.000, cái dưới này 35.000, cái dưới này nữa 55.000. Dạ, mà gỗ này là nội làm hay là nội? Làm, ở nhà không làm. Dạ, còn một cái này mình làm bao lâu nội? Rồi, là cái làm ngày không có rồi nữa. Dạ, là phải mấy ngày mới được. Là nội phải đi chuốt tre ha. Không, cả nửa tháng mới đi bán được một lần vậy nè. Dạ. Lần rồi một lần bán về thì được bao nhiêu nội?
bán gì trên nhà trăm mấy 200 ngàn chứ gì. Mà bữa nào mà không bữa nào mà bữa nào bán hết mới được, còn bán nhiều khi 2-3 bữa nội tiền góp không ngồi, bữa góp hết 5 ngàn bạn rồi. Dạ. Nội năm nay là được mấy mươi rồi nội? Dạ, này mới 80. Mới có 80 thôi. Dạ còn trẻ măng luôn hết nội ha. Dạ. Ông nội được mấy mươi rồi nội? Ông là nhỏ hơn. Dạ. 70 mấy à, 78. Dạ. Vậy là so ra là nội rất là vất vả luôn á. Dạ. Mà 80 luôn mà tinh thần của nội lạc quan quá trời luôn á. Dạ. Cái đó nhiều khi nó là cái liều thuốc bổ mà có tiền mua không được. Dạ. Thì bữa nay gặp nội là cái duyên nha. Bữa nay con xin phép thay mặt một nhà hảo tâm, đó là chú Chí ở tại Mỹ. Chú ấy thì rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà mưu sinh vất vả như nội. Thành ra ngày hôm nay chú Chí có một phần lì xì nho nhỏ tặng cho nội nha, để cho ông bà nội bớt vất vả hơn trong cuộc sống của mình nha. Cảm ơn. Dạ. Nội đếm giúp giùm con xem chú Chí tặng nội được mấy mươi. 8 lần 800 ngàn. Dạ, dạ. Bữa nay nội nhận nhiều được phần quà nội cảm giác như thế nào? Em mừng dữ lắm luôn. Dạ. Mà mấy tháng rồi, cả tháng chưa được nữa. Dạ, quý quá. Dạ. Vậy thì nội có nhắn gửi gì với chú Chí không? Này, chúc chú Chí nhiều sức khỏe. Dạ, con cảm ơn nội. Nội cho con hỏi thăm một câu nữa nghe. Nội có bên đạo Phật không? Có, bên đạo Phật. Vậy thì con sẽ xin chú Chí tặng cho nội với ông nội mỗi người một cái máy nghe giảng kinh Phật. Nội thích không? Được, thích. Dạ. Mừng dữ lắm luôn đó. Thích mừng dữ lắm hen. À, thì chú Chí tặng cho nội với ông nội mỗi người một cái nha. Cảm ơn nhiều. Dạ. Chúc nội chúc chú Chí nhiều sức khỏe ha. Cảm ơn nội. Chúc nội sẽ thân tâm an lạc nha. Như vậy hoài ha. Dạ, con xin phép chào nội nha. Cảm ơn nội. Dạ, con cảm ơn. Cô chú anh chị thấy là chợ Đất Sét là một trong những ngôi chợ mà gần như là những cái sạp nào cũng có người bán hết á. Trước thì em nhớ là có nguyên một chải nội ngoại rồi dưới đất ở đây là bây giờ. Ở nhiều khi chợ thay đổi theo từng ngày luôn cô chú chị ha. Có vẻ như là như gần tới thời điểm gần Tết thì em thấy người ta bán cây thì nhiều nè. Chứ bình thường thì em cũng ít có thấy bán nhiều như vậy á. Em qua cái gì không buồn. Dạ con chào ngoại. Ngoại ơi, ngoại bán gì vậy ngoại? Bán cá. Dạ. Cá này là cá gì vậy ngoại? Cá trà vinh. Còn cá bên đây là cá gì? Cá mực gà. Dạ.
ta này có linh. Dạ. Ngoại năm nay ngoại được mấy mươi rồi ngoại? 85. 85 rồi hả ngoại? Bây giờ sức khỏe ngoại như thế nào? Chúc mừng ngoại. Rồi một ngày á, ngoại bán như vậy á, là ngoại mua bán lại hả? Rồi một ngày ngoại trừ chi phí cho ngoại còn được bao nhiêu? Ít, chút tỉnh à, chứ không có nhà dư nhiều. Dạ. Chịu mấy à? Chắc mấy chục ngàn một ngày thôi ngoại ha. Dạ. Còn ngoại lợi ích như vậy thì ngoại có lo cho ai trong gia đình không? Có, con. Dạ, ông ngoại đâu rồi ngoại? Ông ngoại nhà. Dạ, ông ngoại được mấy mươi rồi ngoại? Ngoại 86 nữa. 86 rồi, dạ. Thì bữa nay gặp ngoại là cái duyên nha. Bữa nay con xin phép thay mặt một nhà hảo tâm, đó là chú Chí ở tại Mỹ. Chú ấy thì rất thương những hoàn cảnh mà lớn tuổi, mà mưu sinh vất vả như ngoại. Thành ra ngày hôm nay chú Chí có một phần lì xì nho nhỏ tặng cho ngoại nha. Dạ, cảm ơn. Dạ. Ngoại đếm giúp giùm con xem chú Chí tặng ngoại được mấy mươi? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngoại đếm kỹ là giùm con cái nữa nha, nó bị dính đó. Dạ. Ở đây nè. Chín mươi triệu. Dạ. Thì bà cảm ơn ta. Cảm ơn nhà hảo tâm nha. Cảm ơn nhà hảo tâm. Bữa nay ngoại nhận được phần quà, ngoại cảm giác như thế nào? Vui. Vui. Dạ. Vậy ngoại có nhắn gửi gì với chú Chí không? Gửi lời thăm ta. Gửi lời năm chú. Dạ. 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 Cảm ơn ngoại. Dạ. Ngoại cho con hỏi một câu nữa nghe. Dạ. Ngoại có bên đạo Phật không? Dạ. Vậy thì con sẽ xin chú Chí tặng cho ngoại hai cái máy nghe giảng kinh Phật, ngoại một cái và ông ngoại ở nhà một cái nha. Ngoại thích không? Thích. Dạ thích ha. Dạ, thì cũng là tấm lòng của chú Chí tặng cho ngoại cái máy nghe kinh. Dạ. Cái máy nghe hả chú? Cảm ơn người ta. Cảm ơn chú Chí. Dạ. Chú Chí hảo nhà hảo tâm. Chúc ngoại sẽ bớt vất vả với tấm lòng của chú ấy nha. Ngoại giữ gìn sức khỏe. Con xin phép chào ngoại. Năm sau gặp lại nha ngoại. Con cảm ơn ngoại. Dạ, con cảm ơn ngoại. Dạ. Dạ, cảm ơn mấy chị nha. Dạ. Dạ. Nhìn như cô chú anh chị xem cái sông này nó cũng lớn lắm. Em cũng coi thử coi có cá lòng lòng không nhưng mà em không thấy. Ngoại bán có mấy, anh thấy ngoại bán nhiêu đó chắc khoảng chừng 2 ký cá à, rất ít luôn, lớn tủ quá trời. Dạ con chào ngoại. Ngoại ơi, ngoại bán gì vậy ngoại? Cá dẫn với cá thác lá. Dạ, cá này bây giờ bao nhiêu một ký ngoại? Dạ, cá thác lá thì 300, còn cá dẫn thì 120. Dạ, ngoại năm nay ngoại được mấy mươi rồi ngoại? Dạ, 70 rồi. 70 rồi. Ngoại có thể cho con biết là vì sao ngoại hương mắc bên đây không ngoại? Dạ, hồi đó không có tiền, cái bị cườm nước á, bị cườm. Dạ. Cái không có tiền đi mổ. Dạ. Thì thành ra cái bắt đầu để con này mổ không được. Dạ. Thì không thấy đường luôn. Dạ. Cá này là ngoại mua bán lại hả? Dạ, người ta đem lại đó, người ta dạ. Dân nước của ngoại xong á. Dạ. Người ta đem lại, người ta bán. Dạ. Rồi một ngày ngoại bán như vậy, ngoại bữa nào hên lắm, ngoại trừ vốn luôn vậy. Còn lời được bao nhiêu? 100 mấy. Lời ít dữ vậy đó hả ngoại? Dạ. Đâu có nhà tú cái dưới kinh á, cái đi về đó, tiền xe ngày 40 ngàn đó, sáng á. Dạ. Chiều đi về 20, đi lên 20 là 40, thành ra không có đi về, cái ngủ nhờ trong nhà vệ sinh đó. Dạ, ngủ nhờ trong nhà vệ sinh luôn. Dạ, đó đó. Trời ơi, tội nghiệp ngoại dữ vậy. Dạ. Rồi bây giờ là, ngoại, ông ngoại đâu rồi ngoại? Ông đi thân lâu rồi. À, dạ. Thành ra là bây giờ ngoại ở có một mình thôi ha. Mình nuôi hai đứa con nữa. Dạ. Thằng này bị té xe, nó không có làm gì được, còn dạ. Thằng bị bệnh. Dạ. Dạ, bữa nay thì gặp ngoại là cái duyên ha. Bữa nay con xin phép thay mặt một nhà hảo tâm, đó là chú Chí tại Mỹ. Chú ấy thì rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà mưu sinh vất vả như ngoại.
Thành ra ngày hôm nay chú Chí có một phần lì xì nho nhỏ tặng cho ngoại nha. Dạ, cảm ơn. Dạ. Dạ, cảm ơn chú Chí với cảm ơn chú. Dạ. Dạ, cho tôi cảm ơn. Dạ, ngoại đếm giúp giùm con xem chú Chí tặng ngoại được mấy mươi. Dạ. Bữa nay cảm ơn gia đình chú Chí. Dạ. Nhiều sức khỏe. Cảm ơn ngoại. Bữa nay ngoại nhận được phần quà, ngoại cảm giác như thế nào? Dạ, dạ, vui. Dạ. Ngoại cho con hỏi thăm thêm một câu nữa nghe. Ngoại có bên đạo Phật không? Dạ có. Vậy thì con cũng sẽ xin chú Chí tặng cho ngoại thêm một cái máy nghe giảng kinh Phật nha. Ngoại thích hơn. Dạ thích nha. Dạ. Dạ, dạ đúng rồi. Đây là tấm lòng của chú Chí tặng cho ngoại ha. Dạ. Chúc ngoại sẽ bớt vất vả với tấm lòng chú ấy nha. Dạ, dạ. Cảm ơn chú nhiều, ngoài... nhiều với gửi lời thăm gia đình chú Chí chung. Cảm ơn ngoại. Sức khỏe dồi dào Tết nay nha, dạng sự như ý. Dạ. 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 Hy vọng ngoại giữ gìn sức khỏe ha. Dạ, có tiền nhiều lắm giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn. Con cảm ơn ngoại. Con xin phép chào ngoại nha. Chào chú. Dạ. Dạ. Cảm ơn chị. Đi chợ sớm trong những cái ngày như thế này á cô chú anh chị, nó mát mẻ dễ chịu dữ lắm luôn. Dạ con chào ông ngoại. Ông ngoại, ông ngoại bán gì ông ngoại? Bán mắm. Dạ. Ở mắm. Đây có quay Kiên Giang được không? Dạ, dạ con cũng có đi. Mắm này là mắm gì vậy ông ngoại? Dưa mắm. À dạ, bây giờ 1 kg bao nhiêu ông ngoại? 50. Dạ ghé dữ vậy hả ông ngoại? Ông ngoại năm nay được mấy mươi rồi? Kêu ông ngoại không? 65. Ủa về bằng bác thôi ha. Dạ. Chứ ông ngoại anh cũng được, cho anh đại trẻ lại đi. Dạ. Mắm đi. Rồi một ngày mà bác bán như thế này á, phát trừ chi phí thì bác cần được bao nhiêu? Kiếm trăm mấy, 200 ngàn à. Dạ, mà bác bán lợi ích về bác có lo cho ai trong gia đình không? Không, dạ. Sống mình à. Bác gái đâu rồi bác? Bác ngồi bàn thờ lâu rồi. Dạ. Rồi bữa nay thì gặp bác là cái duyên nha. Bữa nay con xin phép thay mặt chú Chí là một nhà hảo tâm ở tại Mỹ. Chú ấy thì rất thương những hoàn cảnh mà lớn tuổi, mưu sinh vất vả như bác. Thành ra ngày hôm nay chú Chí có một phần lì xì nho nhỏ tặng cho bác. Dạ. Tôi chắc còn kiếm được à. Nói chú tặng cho những người neo đơn hơn đi. Dạ rồi, vậy thôi cảm ơn bác. Vậy bác cho con hỏi một câu này nữa ha. Bác có bên đạo Phật không? Có. Vậy thì con xin chú Chí tặng cho bác một cái máy nghe giảng kinh Phật. Rồi, bác nhận cái không? Nhận. Vậy cái đó thì nhận ha. Dạ. Dạ thì đây là tấm lòng của chú Chí tặng cho bác cái máy nghe kinh. Cảm ơn chú Chí. Cảm ơn tấm lòng của bác nha. Dạ. Ở bên nước ngoài. Dạ, bác giữ gìn sức khỏe nha. Cảm ơn bác. Con xin phép. Tôi cũng theo dõi chú đi tìm ra ngoài đảo đi ra chứ ra Đồng Nai vườn xoài. Ôi trời hay quá, cảm ơn bác. Vườn xoài chú quay đó. Ngày xưa bác coi con quay du lịch đó ha. Dạ. Bác giữ gìn sức khỏe. Cảm ơn bác, con xin phép chào bác nha. Dạ. Dạ, con chào cô. Cô năm nay cô được mấy mươi rồi cô? 60 rồi. Dạ, cô đang bán gì vậy cô? Bán bà kia. Dạ. Súng bán bậy bạ. Dạ. Lời ăn có gì đâu. Ba ký này bây giờ bao nhiêu một ký cô? 120. Dạ. Cô 60 mấy rồi cô? 63. 63. Dạ. Rồi một ngày cô bán cô trừ chi phí thì cô còn được bao nhiêu? Hôm bữa lời chừng 40-50. Dạ. Mình gì ăn. Mà cô lời ít vậy thì cô có lo cho ai trong gia đình không? Có thằng khờ. Dạ. Còn bác trai được mấy mươi rồi cô? Chết rồi, ổng chết lâu lắm. Dạ. Thôi bữa nay là gặp cô là cái duyên ha. Bữa nay con xin phép thay mặt chú Chí là một nhà hảo tâm ở tại Mỹ ha. Thì chú ấy rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà vất vả như cô.
thành ra ngày hôm nay chú Chí có một phần lì xì nho nhỏ tặng cho cô nha. Dạ. Cảm ơn cô hồi nãy nha. Dạ chú Chí. Chú Chí. Tặng cho cô. Cảm ơn. Bữa nay cô nhận được phần quà cô cảm giác như thế nào? Mừng. Dạ. Chúc cô sẽ bớt vất vả với tấm lòng chú Chí. Dạ. Giữ gìn sức khỏe nha cô. Con xin phép chào cô. Hình như là những lần trước em đi em không thấy khu vực này mua bán. Lần này thì em thấy bà con bán quần áo ở đây hết rồi. Đương nhiên rất nhiều. Sáng giờ bán mấy cái bà chị hàng. Dạ trăm nó mua 5 con vàng vậy. Quá. Bây giờ mới có 8 giờ mấy thôi mà em thấy là bây giờ chỉ còn có người bán thôi chứ không thấy người mua luôn á cô chú anh chị. Mua gì vậy em sẽ nói. Những ai nói là em về đi anh sẽ lấy lại gì mình cho em. Để từ từ em sẽ mời cô chú anh chị cùng đi từng bước nha em. Phải không có làm tiền vô nữa phải đây. Dạ, con chào nội. Nội nội bán gì vậy nội? Bán cái chuối. Dạ. Chuối này là nội mua bán lại hay đồ nhà? Mua bán lại. Dạ, nội năm nay nội được mấy mươi rồi nội? 70 rồi. Dạ, nội ơi nội có thể nội mở nón cho con hỏi thăm chút xíu nha. Rồi một ngày mà nội bán chuối này nội trừ vốn thì nội còn lời được bao nhiêu? 20 có, thì có 25 có, 30 có. Ít dữ vậy đó hả nội? Mà nội lợi ích vậy thì nội có lo cho ai trong gia đình không? Không. Nội ở với ai? Ở với chồng với con. Dạ. Không có lo. Ông nội được mấy mươi rồi nội? 70. Dạ. Ông nội cũng 70 luôn. Dạ. Con thấy nội bán có mấy nải chuối này thì con thấy nội cũng không có được bao nhiêu đâu. Dạ. Dạ. Thì bữa nay gặp nội là cái duyên ha. Bữa nay con xin phép thay mặt một nhà hảo tâm. Đó là chú Chí ở tại Mỹ. Chú ấy thì rất thương những hoàn cảnh mà lớn tuổi mà mưu sinh vất vả như nội ha. Thành ra ngày hôm nay chú Chí có một phần lì xì nho nhỏ tặng cho nội nha. Dạ. Chí à. Nội đếm giùm con xem chú Chí tặng nội được mấy mươi? 50. 60. Dạ. 60. Vậy là 600. 600. Bữa nay nội nhận được phần quà nội cảm giác như thế nào? Mừng, không dạ. Có niềm mừng. Có dạ. Đặng Tết mua gạo mua này kia ăn. Quý quá. Vậy là nội để dành xài Tết luôn đấy ha. Dạ, hy vọng với tấm lòng chú Chí cũng giúp đỡ cho nội đỡ phần nào vất vả trong cuộc sống nha. Với nội cho con hỏi thăm một câu nữa nha. Nội có bên đạo Phật không? Có. Vậy thì con sẽ xin chú Chí tặng cho nội thêm một cái máy nghe giảng kinh Phật. Nội thích không? Thích. Dạ thích ha. Dạ. Dạ thì đây là tấm lòng của chú Chí ở Mỹ tặng cho nội luôn nha. Dạ. Chúc nội sẽ bớt vất vả với tấm lòng chú ấy nha. Dạ. Nội giữ gìn sức khỏe. Con xin phép chào nội. Dạ. Năm ra đông cái thuốc cho ngoại ép trăm. Chỉ có cái ngoại cà trẻ khô à. Dạ. Mà em có nhà. Chị cũng còn nhớ em đó hen. Rồi. Chúc chị mua may bán đắt nha. Dạ. Cảm ơn chị. Chỗ này thì mấy chị bán giày dép, em sẽ ưu tiên đi bên cái hàng bán bánh dân gian hơn. Dạ, con chào ngoại. Ngoại ơi, ngoại bán gì vậy ngoại? Bán bò nè chú ơi. Dạ, ngoại bán có nhiêu đây thôi hả ngoại? Dạ. Dạ, ngoại năm nay ngoại được mấy mươi rồi ngoại? 72 tuổi. Dạ, bánh này là ngoại làm á hả? Dạ. Dạ.
Dạ, rồi một ngày ngoại bán này ngoại trừ chi phí cho ngoại còn được bao nhiêu? Được chừng trăm mà chú ơi. Lợi ích dữ vậy đó hả ngoại? Mà ngoại lợi ích vậy thì ngoại có lo cho ai trong gia đình không? Giờ ông mất rồi còn tôi với thằng trai, mà thằng trai nó bằng đủ sống. Có không mình con. Dạ, thì con chia buồn cùng ngoại ha. Dạ. Thì bữa nay gặp ngoại là cái duyên nha. Dạ. Bữa nay con sẽ xin phép thay mặt một nhà hảo tâm, đó là chú Chí ở tại Mỹ. Chú Chí thì rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà có cuộc sống vất vả như ngoại. Thành ra ngày hôm nay chú Chí có một phần lì xì nho nhỏ tặng cho ngoại nha. Dạ, cảm ơn chú. Dạ, mà đếm giúp giùm con xem chú Chí tặng ngoại được mấy trăm. 600. Dạ, bữa nay ngoại nhận được phần quà ngoại cảm giác như thế nào? Cảm ơn chú. Dạ. Cảm ơn chú và chú Chí là người tặng cho ngoại. Dạ, với ngoại cho con hỏi thăm một câu nữa nghe. Dạ. Ngoại có bên đạo Phật không? Dạ có. Vậy thì con sẽ xin chú Chí tặng cho ngoại thêm một cái máy nghe giảng kinh Phật. Ngoại thích không? Dạ thích ha. Dạ. Thì đây là tấm lòng của chú Chí tặng cho ngoại cái máy nghe kinh nha. Dạ. Cái này mình sạc hay là nghe pin nè chú? Dạ, khi mình nghe hết pin thì mình ghim điện sạc. Dạ, nó có sẵn hết trong đây. Sẵn trong này hả? Dạ đúng rồi, có tất cả ở trong đây rồi, ngoại chỉ cần mà đem về ngoại nghe thôi ha. Dạ. Rồi chúc ngoại sẽ bớt vất vả với tấm lòng chú ấy nha. Cảm ơn. Cảm ơn ngoại. Đây ngoại nhìn giùm con luôn đi ha. Con hướng dẫn cho ngoại sơ sơ nha. Ở đây ngoại đẩy lên. Ngoại đẩy lên. Đó. Thì ngoại sẽ nghe. Dạ, còn ngoại lăn xuống. Ngoại lăn xuống. Lăn xuống là nhỏ lại. Còn ngoài lăn tới khi nào mà ngoài lăn nữa đi ngoài. Ngoài lăn luôn ngoài, lăn xuống, lăn xuống. Ngoài lăn khi nào ngoài nghe cái kịch là tắt. Dạ, đó là tấm lòng chú Chí tặng cho ngoại nha. Cái này mình nghe về hoài vậy chứ mình không có bắt cái ha. Dạ không có bắt ra vô được. Cái này là không mình chỉ nghe giảng nhưng mà mình nghe về nghe hoài tới chứ mình không có bắt. Dạ mình bắt qua được. Dạ. Thì ngoại bấm mấy cái số trên đây là mình qua bài được nha. Dạ. Dạ, cảm ơn ngoại nha. Dạ, cảm ơn chú. Dạ, chú Chí. Tôi có mình tôi. Dạ, con chào ông nội. Dạ. Ông nội có thể mở nón cho con hỏi thăm chút xíu được không? Dạ. Năm nay ông nội được mấy mươi rồi? Mấy 8 tuổi. À, 80 tuổi. À, gần. Mấy, dạ, gần 80. Dạ, rồi ông nội bây giờ làm công việc gì để sống? Không có. Ở nhà có mình à. Dạ. Nhờ ta nhà nước cho lâu lâu cho. Dạ. Gạo. Dạ. Rồi ông nội không có vợ con hả? Bà chết rồi 2 năm nay. Dạ. Tôi ở một mình. Hình như không con, ai. Dạ, hình như con thấy mắt của ông nội nó bị mờ phải không? Ừ. Dạ. Nó kéo mây hết rồi. Dạ. Thôi bữa nay gặp ông nội là cái duyên ha. Bữa nay con sẽ xin chú Chí ở Mỹ tặng cho ông nội 500.000 để cho ông nội để dành đó khi nào mà muốn ăn gì ăn nha, muốn uống gì uống nha. Dạ, thì đây là tấm lòng của chú Chí tặng cho ông nội. Dạ, cảm ơn. Dạ. Bữa nay ông nội nhận được phần quà, ông nội cảm giác như thế nào? Con cũng nhận phần quà được. Con cũng mừng. Dạ. Có xây chợ. Dạ. Mua đồ ăn. Dạ. Với con sẽ xin chú Chí tặng cho ông nội một cái máy nghe giảng kinh nha. Dạ, để về tối về ông nội nghe nha. Dạ, ông nội về nghe kinh Phật ha. Dạ, thôi chúc ông nội sẽ bớt vất vả hơn nha. Mà làm sao mở máy vậy được? Ông nội có ở nhà ở chung với ai không? Với cháu không? Có mệnh hà. Dạ, vậy thì ông nội coi giùm con nha. Ở đây mình mở máy lên đây. Dạ, ông nội cầm giùm con cái. Dạ, đây là cái máy ha. Dạ, thì ở đây nó có một cái bánh xe. Ông nội đẩy cái bánh xe này lên là ông nội nghe. Dạ, đây, con đẩy lên này ha. Dạ, còn khi mà ông nội không nghe nữa thì ông nội lăn cái bánh xe xuống. Tắt ha. Dạ, lăn xe xuống. Lăn khi nào nghe cái kịch là tắt. Còn khi nào hết pin thì nó có cái cục sạc ở trong đây. Dạ, ông nội ghim sạc ha.
Dạ. Cảm ơn chú. Dạ chú Chí tặng cho ông nội. Dạ. Ông nội giữ gìn sức khỏe nha. Dạ, ông xin phép. Cảm ơn dạ. Chú. Dạ, tạm biệt ông nội. Dạ. 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 Nó hỏi chỗ này dùng cho muối. Không dùng cho muối không tạm. Ngoại ơi, ngoại có bán gì không ngoại? Không có, đi mua đồ rồi ông ơi. Ở bữa nay dùng cho muối mời cho. À, dạ, quý quá. Cảm ơn ngoại. Dạ. Về bữa nay ta dùng cho muối. Dạ. Vậy là ngoại cũng bên đạo Phật hả? À. Vậy thì dạ. Con xin chú Chí ở Mỹ tặng cho ngoại một cái máy nghe giảng kinh Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngoại thích không? Cái máy giống như thế này. Dạ. 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 Cảm ơn chú nhiều. Dạ, chúc ngoại giữ gìn sức khỏe nha. Cảm ơn tấm lòng của ngoại. Dạ. Con chào ông nội nha. Dạ. Dạ, về nghỉ ngơi nha ông nội. Dạ. Vô thử bách quá. Lần trước em đi em cũng chưa vô bách quá nữa. Nói chung giờ này thì em thấy sau 8 giờ là kiếm cái người đi nó hơi bị khó luôn đó cô chú anh chị. Ồ, mà gần như là ai cũng gió tới đây đều mở hết nữa. Dạ, sau ra đây là một trong những ngôi chợ mà người dân mua bán là đầy đủ nhất luôn á. Đất sét. Dạ, con chào nội. Nội đang làm gì vậy nội? Ăn bánh mì. Nội bán gì vậy nội? Bán dừa. À dạ, nội bán dừa nạo ha. Dạ, này là mọng dừa ha nội. Quá là hấp dẫn luôn. Dạ, vậy là nội nha, nội năm nay được mấy mươi rồi? Mới có 75 mà, còn dễ măng nội ha. Dạ, rồi nội nạo dừa về một ngày mà nội trừ chi phí luôn nội còn lời được bao nhiêu? Dạ. Dạ, ăn bánh mì không vậy đó hả nội? Vậy là chắc cũng khó khăn rồi đó. Chứ nếu mà khá khá là ăn bánh mì thịt rồi. Dạ. Mà nội lời ít như thế này thì nội có lo cho ai trong gia đình không? Không. Nội ở chồng già. À dạ. Ông nội được mấy mươi rồi nội? Ông cũng bảy mấy rồi. Dạ. Thì bữa nay gặp nội là cái duyên nha. Bữa nay con xin phép thay mặt một nhà hảo tâm, đó là chú Chí ở tại Mỹ. Chú ấy thì rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà mưu sinh vất vả như nội. Thành ra ngày hôm nay chú Chí có một phần lì xì nho nhỏ tặng cho nội để cho nội bớt vất vả hơn. Dạ, trong cuộc sống của mình nha. Dạ. Cảm ơn. Nội đếm giùm con xem chú Chí tặng nội được mấy trăm? 500. Bữa nay nội nhận được phần quà nội cảm giác như thế nào? Khỏe như lắm. Nội có nhắn gửi gì với chú Chí không? Dạ. Cảm ơn chú. Dạ. Nội cho con hỏi một câu nữa nghe. Nội có bên đạo Phật không? Phật
Phật. Vậy thì con sẽ xin chú Chí tặng cho nội thêm một cái máy nghe giảng kinh Phật. Trời ơi, mừng lắm. Mừng lắm. Mừng lắm. Dạ, quý quá ha nội. Dạ. Nhưng mà ông nội có quý giống nội không? Cũng vậy đó. Cũng vậy đó. Vậy thì con sẽ xin chú Chí tặng cho nội hai cái. Một cái là nội nghe, một cái là ông nội nghe. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Hy vọng là với tấm lòng chú ấy giúp cho ông bà nội có bữa cơm ngon miệng hơn nha. Dạ, cảm ơn. Nội giữ gìn sức khỏe. Dạ, con xin phép chào nội. Nội ăn cơm với thịt đi nha. Dạ. Xin phép chào nội. Dạ, cảm ơn cô. Phải nói đây là một trong những ngôi chợ mà bay nó cảm giác nó thoải mái lắm luôn á cô chú anh chị. Người bán cũng như người mua rất là dễ thương luôn. Chợ này thì đông người bán dữ lắm luôn. Nhưng mà cũng như là những ngôi chợ khác thì sau 8 giờ thì số lượng người bán thì vẫn còn, nhưng mà người mua thì đếm trên đầu ngón tay luôn á cô chú anh chị. Đây là cầu Đất Sét. Cô chú anh chị đi hướng này thì chúng ta sẽ về thành phố Sa Đéc nha. Nếu cô chú anh chị đi hướng này thì chúng ta sẽ đi tới trấn Chợ Mới. Rồi, thôi bây giờ em sẽ tổng kết lại trong tổng số tiền là 10 triệu của anh Chiến nha. Chú anh chị, chắc là ông nội ai cho ông nội trái dưa hấu nè. Ông nội về nghỉ ngơi nha, con về nha. Anh ơi, cháu ở... con thì ở Việt Nam, nhưng mà chú Chí ở Mỹ tặng cho ông nội hồi nãy đó. Cảm ơn cháu quá. Cảm ơn ông nội. Ông nội đi cẩn thận nha. Dạ, tại con thấy mắt ông nội nó hơi yếu quá. Dạ, đi sát lề nghe ông nội. Dạ. Dạ, con chào ngoại. Dạ. Ngoại ơi, ngoại bán gì vậy ngoại? Ngoại bán số con. Dạ, ngoại năm nay ngoại được mấy mươi rồi ngoại? 75 nè. Dạ, hình như mắt của ngoại nó hơi yếu hả ngoại? Hơi yếu. Dạ, là thành ra ngoại phải đeo kiếng ha. Dạ. Bây giờ một ngày ngoại bán được bao nhiêu tờ? 100 tờ chút. Sao ngoại bán ít dữ vậy ngoại? Cha bán nhiều không nổi ngồi chỗ không. Dạ. Còn ngoại lợi ít gì, ngoại có lo cho ai trong gia đình không? Có mấy đứa mấy cháu ở dưới tôi đó. Dạ. Còn ông ngoại đâu rồi ngoại? Ông ngoại ở nhà nấu cơm. Ông ngoại được mấy mươi rồi ngoại? 17, 18 rồi. Dạ, thì bữa nay gặp ngoại là cái duyên nha. Dạ. Bữa nay con xin phép thay mặt một nhà hảo tâm. Dạ. Đó là chú Chí ở tại Mỹ. Chú ấy thì rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi. Dạ, cảm ơn cậu. Mà có cuộc sống vất vả như ngoại. Dạ. Thành ra ngày hôm nay chú Chí có một phần lì xì nho nhỏ tặng cho ngoại nha. Cảm ơn thầy nha. Dạ. Ngoại đếm giúp giùm con xem chú Chí tặng ngoại được mấy trăm. 700. Dạ. Cảm ơn thầy nha. Bữa nay ngoài nhận được phần quà, ngoài cảm giác như thế nào? Cảm ơn thầy, thấy cũng đỡ khổ khỏe. Dạ. Già cả mừng không có tiền. Dạ. Có này mừng dữ lắm luôn á. Dạ. Ngoài có nhắn gửi gì với chú Chí không? Chú Chí nói chú Chí giờ cũng nào khỏe mạnh đi. Rồi ra ra mấy bà già nữa. Cảm ơn ngoài. Ngoài cho con hỏi thăm một câu nữa nha. Dạ. Ngoài có bên đạo Phật không? Có đạo Phật. Vậy thì con sẽ xin chú Chí tặng cho ngoại một cái máy nghe giảng kinh Phật. Rồi đúng rồi, có ngoại thích không? Mừng lắm. Dạ mừng lắm. Mừng lắm. Cái máy sao đó. Dạ thì đây là tấm lòng của chú Chí tặng cho ngoại cái máy nghe kinh nha. Dạ. Dạ. Đó là cái máy nghe kinh. Cái này thì mở sao thầy? Dạ, còn cái này là cái cục sạc khi mà ngoại hết pin ha.
Còn cái máy ngoài mở như thế này đây, con hướng dẫn cho ngoại. Dạ, cảm ơn chú chỉ cho đánh nha. Dạ, ở đây là ngoại có cái bánh xe nè ngoại. Ngoại đẩy lên. Dạ, ngoại đẩy chứ ngoại. Ngoại đẩy cái bánh xe lên. Đẩy mạnh lên nha ngoại. Rồi, ngoại đẩy. Ngoại đẩy càng càng nhiều thì nó sẽ càng lớn. Vậy hả? Dạ. Máy hả? Rồi, ngoại cứ đẩy chứ ngoại. Tôi ham cái máy lắm rồi lắm mình à. Dạ. Còn nếu mà ngoại lăn xuống, ngoại lăn xuống, ngoại lăn xuống là nó nhỏ lại. Dạ. Còn khi nào mà ngoại lăn, mà ngoại lăn ngay cái kịch luôn. Dạ. Ngoại lăn đi ngoại. Đó là nó tắt. Dạ. Còn khi nào hết pin thì ngoại lấy cái này ngoại ghim sạc. Dạ. Dạ thì đó là tấm lòng chú Chí tặng cho ngoại nha. Cảm ơn chú Chí rất lắm nha, mang ơn lắm nè. Dạ. Cái này tôi đi mặn cũng mừng mấy ngày luôn á. Dạ đúng rồi. Chúc ngoại sẽ bớt vất vả với tấm lòng chú Chí nha. Dạ. Hai cô một ngày bán được bao nhiêu tờ? Dạ, hai cô mở khẩu trang ra đi. Cô năm nay cô được mấy mươi? 57 tuổi. 57. Dạ được, cô cứ mở khẩu trang đi. Cô năm nay cô được mấy mươi? 57 rồi. Rồi thôi con xin chú Chí tặng cho mỗi cô 100 ngàn để mua 5 kg gạo nha. Nuôi ba đứa cháu nội đó. Dạ, cảm ơn nha chú Chí. Dạ, cảm ơn chú Chí. Tặng cho hai cô. Nuôi ba đứa cháu nội chồng chết. Dạ, cảm ơn chú Chí. Dạ. Rồi chúc ngoại với hai cô sẽ gặp may mắn nha. Dạ, con xin phép nha. Tạm biệt. Dạ. Mừng quá ngoại ha. Dạ, cái duyên. Dạ. Con cảm ơn cô. Dạ, có duyên gặp lại. Nhưng em còn có em còn có 200 thôi cô chú anh chị. 200 trong tổng số tiền thì 10 triệu của anh Chí. À, vậy là em gửi 9.8 triệu anh Chí ơi. Với nãy em quải hình như cũng 20 mấy máy à. Em cũng gửi hết rồi. Thì em sẽ tiếp tục thay mặt anh để hỗ trợ cho những hoàn cảnh lớn tuổi khó khăn tiếp theo tại Việt Nam. Chân thành cảm ơn tấm lòng của anh Chí. Và cảm ơn cô chú anh chị đã luôn dành thời gian theo dõi video của em. Mến chúc anh Chí cũng như là cô chú anh chị sẽ luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, công việc của mình, để sẽ có những sự trợ duyên đến với cho những hoàn cảnh khó khăn tiếp theo tại Việt Nam. Chào tạm biệt cô chú anh chị. Hẹn gặp lại cô chú anh chị vào video gần nhất ạ. Cảm ơn cô chú anh chị nhiều lắm.